Chào mừng các bạn đã quay trở lại và sau đây hãy cùng mình điểm qua một vài thông tin chính trong bản tin ngày hôm nay nhé. Huấn luyện viên Park Hang-seo từ chối sang Indonesia tiếp tục góp sức cho bóng đá Việt Nam. Vũ Văn Thanh báo tin dữ cho câu lạc bộ Công an Hà Nội và huấn luyện viên Chu Dê. Huấn luyện viên Chu Dê sẽ tin dùng cựu binh hay tiếp tục thử nghiệm. Huấn luyện viên Park Hang-seo từ chối sang Indonesia tiếp tục góp sức cho bóng đá Việt Nam. Huấn luyện viên Park Hang-seo từ chối lời mời của nhiều đội bóng Đông Nam Á vì muốn tiếp tục đóng góp cho bóng đá Việt Nam. Trong 4 tháng sau khi tôi rời khỏi vị trí huấn luyện viên trưởng của đội tuyển Việt Nam, có nhiều lời mời từ các câu lạc bộ trong khu vực Đông Nam Á. Tôi đã suy nghĩ rất nhiều, tôi muốn làm thế nào để báo đáp tình cảm của người hâm mộ Việt Nam, nên tôi đã quyết định sẽ ở lại và tiếp tục đóng góp cho bóng đá Việt Nam. Huấn luyện viên Park Hang-seo tiết lộ trong sự kiện khai trương học viện bóng đá mang tên ông. Sau khi chia tay đội tuyển Việt Nam, nhà cầm quân người Hàn Quốc nhận được nhiều đề nghị từ các đội bóng trong khu vực. Thậm chí có những tin đồn rằng Hiệp hội bóng đá Indonesia muốn mời ông Park về làm giám đốc kỹ thuật và huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia. Tuy nhiên, vị huấn luyện viên này đều đã từ chối vì tình cảm với bóng đá Việt Nam và một số nguyên nhân khác. Thời điểm này nhắc lại thì có vẻ nghe hơi kiêu ngạo, nhưng tôi nghĩ năng lực của mình đã được kiểm chứng tại Đông Nam Á. Thành công của tôi không phải một mình tôi làm được, tôi cần đội ngũ đồng hành, tham mưu và đầy đủ điều kiện thì tôi mới cân nhắc làm huấn luyện viên đội đó hay không. Hiện giờ tôi vẫn tập trung vào học viện bóng đá ở Việt Nam trước, huấn luyện viên Park Hang-seo nói thêm. Nhà cầm quân người Hàn Quốc mở trung tâm bóng đá cộng đồng tại Việt Nam với tên gọi Học viện bóng đá quốc tế Park Hang-seo. Mong muốn của ông Park là phối hợp với các cơ sở giáo dục, trường học xây dựng nền tảng để biến bóng đá trở thành giai đoạn quan trọng trong việc giáo dục phổ thông. Bên cạnh hoạt động bóng đá học đường, học viện của ông Park cũng có những lớp chuyên sâu dành cho những tài năng trẻ có năng khiếu, phẩm chất trở thành cầu thủ chuyên nghiệp. Mối quan hệ của ông Park và các cộng sự tại ngôi nhà cũng giúp học viện tổ chức các chương trình tập huấn, hợp tác đưa các học viên sang Hàn Quốc. Khi làm việc ở đội tuyển Việt Nam, sứ mệnh và trách nhiệm của tôi là góp sức giúp phát triển bóng đá Việt Nam. Tôi luôn nỗ lực tìm cách đáp lại tình cảm của người hâm mộ dành cho mình. Đây là thời điểm thích hợp, huấn luyện viên Park Hang-seo nói. Các cường quốc bóng đá phát triển bóng đá học đường, bóng đá chuyên nghiệp và học đường đồng hành với nhau, cạnh tranh phát triển công bằng. Hy vọng học viện này sẽ mở ra chân trời mới, góp phần tạo nên gốc rễ vững chắc cho sự phát triển bóng đá Việt Nam trong tương lai. Học viện của ông Park cũng đã kết hợp với tập đoàn thể thao Động Lực, cũng đã chính thức công bố mối quan hệ hợp tác chiến lược cùng với thương hiệu Yogabola, thương hiệu thể thao Nhật Bản do Động Lực độc quyền kinh doanh tại Việt Nam. Đơn vị này sẽ cung cấp các trang phục tập luyện, di chuyển, đồ thi đấu và các phụ kiện thể thao, trang thiết bị thiết yếu phục vụ cho học viên và đội ngũ ban huấn luyện, cán bộ của học viên. Hãy chung tay và tạo nên một di sản lâu dài về sự vĩ đại của bóng đá Việt Nam là khẩu hiệu của huấn luyện viên Park Hang-seo khi thành lập học viện bóng đá mang tên ông. Vũ Văn Thanh báo tin dữ cho câu lạc bộ Công an Hà Nội và huấn luyện viên Chu Dê. Việc Vũ Văn Thanh dính chấn thương ở phút 35 trận đấu giữa câu lạc bộ Công an Hà Nội và Quảng Nam khiến không chỉ phía đội bóng Công an mà cả huấn luyện viên Chu Dê của đội tuyển Việt Nam cũng phải lo lắng. Phút 35 của trận đấu giữa câu lạc bộ Công an Hà Nội và Quảng Nam tại vòng 6 V-League 2023-2024, Vũ Văn Thanh có pha va chạm với cầu thủ đối khách ở khu vực giữa sân. Ngay sau đó, hậu vệ người Hải Dương nằm ra sân nhăn nhó và phải nhờ tới sự chăm sóc của đội ngũ y tế. Nhận thấy không thể thi đấu tiếp, Vũ Văn Thanh đã ra hiệu và xin huấn luyện viên Gong Ui Kyu thay người. Người vào thế chỗ là Huỳnh Tấn Tài. Nhìn những bước đi tập tễnh của Vũ Văn Thanh khi rời sân, không chỉ ban huấn luyện câu lạc bộ Công an Hà Nội mà cả huấn luyện viên Chu Dê cũng phải lo lắng, nhất là khi đợt hội quân tháng 1 năm 2024 đã gần kề, chuẩn bị cho vòng chung kết Asian Cup 2023 tại Qatar. Hiện tại cả phía Vũ Văn Thanh lẫn câu lạc bộ Công an Hà Nội đều chưa lên tiếng về vấn đề mà hậu vệ 27 tuổi này vừa gặp phải. Nhiều năm trở lại đây, Vũ Văn Thanh vẫn được coi là hậu vệ phải hàng đầu của bóng đá Việt Nam. Kể từ khi rời khỏi Hoàng Anh Gia Lai và gia nhập câu lạc bộ Công an Hà Nội, Vũ Văn Thanh lại càng hoàn thiện mình, đặc biệt là khả năng chơi ở nhiều vị trí. Ở trận đấu với Quảng Nam tối qua, trước khi phải rời sân vì chấn thương, Vũ Văn Thanh được bố trí chơi ở vị trí tiền vệ tấn công bên cạnh Quang Hải và anh đã chơi rất tốt nhờ nền tảng thể lực dồi dào, tốc độ và kỹ thuật cá nhân khéo léo. Ở hai trận đấu gần nhất của đội tuyển Việt Nam, Vũ Văn Thanh đều được huấn luyện viên Chu Dê trao cơ hội đá chính ngay từ đầu. Trước đội tuyển Philippines, anh ra sân đội hình xuất phát và bị thay ra ở đầu hiệp 2. Còn ở trận đấu gặp đội tuyển Iraq trên sân Mỹ Đình, hậu vệ người Hải Dương này đá trọn vẹn 90 phút. Rõ ràng trong số những trụ cột đội tuyển Việt Nam dưới thời huấn luyện viên Park Hang-seo, Vũ Văn Thanh là một trong số ít người còn lại được huấn luyện viên Chu Dê tin tưởng. Theo quy định của Liên đoàn bóng đá châu Á AFC, hôm 12 tháng 12 là thời hạn cuối cùng để 24 đội tuyển giành quyền tham dự vòng chung kết Asian Cup 2023 gửi danh sách sơ bộ. Sau đó tất cả các đội sẽ có quá trình tập luyện, thử nghiệm về nhân sự và chiến thuật trước khi gút danh sách chính thức còn 23 tuyển thủ tranh tài tại Asian Cup 2023 tổ chức tại Qatar. Được biết, danh sách sơ bộ của đội tuyển Việt Nam cũng có tên Vũ Văn Thanh. Theo kế hoạch, đội tuyển Việt Nam sẽ hội quân vào ngày 28 tháng 12 tại Hà Nội với danh sách tập trung khoảng 35 cầu thủ. Huấn luyện viên Philippe Chu Dê sẽ chính thức công bố danh sách này sau khi vòng 8 V-League 2023-2024 kết thúc. Huấn luyện viên Chu Dê sẽ tin dùng cựu binh hay tiếp tục thử nghiệm. Qua hai trận đấu đầu tiên của vòng loại thứ hai World Cup 2026 khu vực châu Á, huấn luyện viên Chu Dê chủ động tung nhiều cầu thủ trẻ vào sân và đã nhận được kết quả được đánh giá là tích cực.
Ngay cả trận thua đáng tiếc trước Iraq, màn trình diễn của các cầu thủ Việt Nam vẫn nhận được không ít lời khen. Sang Asian Cup 2024, liệu nhà cầm quân người Pháp này sẽ tiếp tục tin dùng các cầu thủ trẻ hay có những tính toán điều chỉnh bởi cùng bảng đấu này, ngoài Nhật Bản thì Iraq và Indonesia là những đối thủ của Việt Nam ở vòng loại World Cup 2026. Những tính toán về mặt lực lượng, tránh bị đối phương soi cũng là điều mà bất cứ huấn luyện viên nào cũng phải cân nhắc. Nhất là đội tuyển Việt Nam sẽ gặp Indonesia vào tháng 3 năm 2024 ở trận cuối lượt đi và đầu lượt về vòng loại World Cup. Vì thế cuộc so tài giữa hai đội tại Asian Cup 2024 vào tháng 1 năm 2024 là rất quan trọng với nhà cầm quân của cả hai bên. Theo quy định của AFC ngày 12 tháng 12 vừa qua là hạn chót để các đội đăng ký danh sách sơ bộ 50 cầu thủ tham dự Asian Cup 2024. Đến trước ngày khởi tranh sẽ chốt lại danh sách 23 cầu thủ chính thức. Với đội tuyển Việt Nam sẽ tập trung từ ngày 28 tháng 12 và sẽ có 9 ngày tập luyện trong nước trước khi sang Qatar tham dự giải. Tại Qatar, đội sẽ thi đấu một trận giao hữu để làm nóng người trước ngày nhập cuộc. Thuận lợi cho ông Chuze là V-League đang diễn ra, nghĩa là các cầu thủ đang đá phong độ tốt và trong tình thế sẵn sàng khi được triệu tập. Đó cũng là điều khác biệt so với những năm trước đây, khi vào thời gian này là thời điểm mà các đội không thi đấu trong khi chờ mùa mới. Việc Tuấn Hải, Tiến Linh lần lượt ghi bàn trong thời gian qua đã làm cho ông thầy người Pháp thở phào khi các cựu binh này vốn tắt điện ở các trận đấu của đội tuyển Việt Nam vừa qua mà phải trông chờ vào sự bùng nổ của các cầu thủ trẻ. Tương tự như vậy là ở khu vực giữa sân, Hoàng Đức, Văn Quyết cũng đang bắt lại phong độ tốt ở các trận đấu vừa qua, nhất là Hoàng Đức đang chờ đợi cơ hội ra sân để thể hiện. Thực sự, chính màn trình diễn của các cầu thủ trẻ trong thời gian qua đã làm cho các cựu binh luôn phải nỗ lực phấn đấu, vừa gồng gánh để giúp câu lạc bộ đạt kết quả tốt tại V-League và cá nhân cũng hy vọng tiếp tục được huấn luyện viên Chuze tin dùng trong đợt tập trung kế tiếp. Và một cú đua khác dù ngấm ngầm nhưng cũng quyết liệt không kém, đó là ở vị trí thủ môn. Ở V-League hiện đang có 3 thủ môn địch kiều và cùng bắt chính ở câu lạc bộ trong thời gian qua, đó là Đặng Văn Lâm của Bình Định, Philip Nguyễn của Công an Hà Nội và Patrick Lê Giang của câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh. Xét về mặt kinh nghiệm thì Văn Lâm vẫn đang trội hơn với khả năng chỉ huy tốt ở hàng phòng ngự, trong khi Philip Nguyễn vừa hoàn tất các thủ tục nhập tịch và đủ điều kiện để có thể khoác áo đội tuyển quốc gia. Nhưng thủ môn này thực tế vẫn còn cần thêm thời gian để kiểm chứng phong độ khi ảnh hưởng của anh ở hàng phòng ngự Công an Hà Nội vẫn chưa thực sự ấn tượng. Cùng và cũng bất ngờ nhất là Patrick Lê Giang đang có phong độ rất ổn định ở câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh. Thủ môn này đã góp công lớn cho hàng phòng ngự câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh từ đầu mùa đến nay, góp phần nào tạo ra sự an tâm nơi các đồng đội khi so tài cùng với các đối thủ mạnh. Những màn trình diễn của ba thủ môn nói trên trong thời gian qua thực sự làm cho bộ tham mưu ở đội tuyển Việt Nam không dễ dàng lựa chọn, bởi ngay cả Nguyên Mạnh cũng đang thể hiện phong độ tốt ở đội đầu bảng V-League là Nam Định.